Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Mosasin. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Mosacin cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của thuốc Amoxicillin Chihidrat Tá dược vừa đủ Dạng bào chế Viên nang Công dụng Các trường hợp nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm Nhiễm khuẩn đường hô hấp trên Nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới Nhiễm khuẩn đường tiết niệu không biến chứng. Bệnh lậu. Nhiễm khuẩn đường mật. Nhiễm khuẩn da, cơ do liên cầu khuẩn, tụ cầu khuẩn. Đối tượng sử dụng. Người điều trị nhiễm khuẩn theo chỉ định của bác sĩ. Chống chỉ định khi dùng thuốc. Người bệnh có tiền sử dị ứng với penicillin. Liều dùng. Người lớn và trẻ em trên 10 tuổi, liều thường dùng 250mg đến 500mg, cách 8 giờ một lần. Liều cao hơn, uống liều duy nhất hoặc trong các đợt ngắn, được dùng trong một vài bệnh. Liều 3 gram, nhắc lại một lần nữa sau 8 giờ để điều trị áp xe quanh răng hoặc nhắc lại sau 10 đến 12 giờ để điều trị nhiễm khuẩn cấp đường tiết niệu không biến chứng. Để dự phòng viêm màng trong tim ở người dễ mắc, cho liều duy nhất 3 gram, cách 1 giờ trước khi làm thủ thuật như nhổ răng. Cách dùng Dùng đường uống Lưu ý đặc biệt và thận trọng khi sử dụng thuốc phải định kỳ kiểm tra chức năng gan, thận trong suốt quá trình điều trị dài ngày. Có thể xảy ra phản ứng quá mẫn cảm trầm trọng ở những bệnh nhân có tiền sử dị ứng với penicillin hoặc các dị nguyên khác, nên cần phải điều tra kỹ tiền sử dị ứng. Tác dụng phụ của thuốc. Ngoại ban. Chỉ dùng thuốc này khi thật cần thiết trong thời kỳ mang thai. Thận trọng khi dùng thuốc cho phụ nữ đang cho con bú. Nhà sản xuất công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Mosasin, đồng thời biết cách sử dụng Mosasin sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham